chuyện là ngày hôm qua, khi tôi về nhà sớm hơn so với mọi ngày, mở cửa phòng ngủ thì cô ta đang nằm ở trên giường và đang lướt sóng với một kẻ khác. Tôi nghiến răng chỉ thẳng vào mặt cô ta và nói: thấy lòng đổi dạ, đồ phản bội. Anh chị biết không, cô ta đã nhìn tôi trong ánh mắt không có một chút liêm sỉ nào cả và nói: tôi phải thay đổi chứ, bởi vì anh quá yếu. Anh có biết là anh quá yếu không? Tôi cần phải thay đổi. Nó khác gì một cái mũi tên đâm thẳng vào trái tim của tôi không? Khác gì một mũi tên đâm vào tim tôi không? Cô giỏi lắm, cô hay lắm, mạnh hơn, khỏe hơn là cô thay lòng à? Chê tôi yếu à? Cô coi thường, cô coi thường cái mạng của tôi quá đấy cô ạ. À, hãy đợi đấy. Tôi quay ra và đóng sập cửa lại và đánh rơi một nụ cười. Đấy, đau khổ. Xin giới thiệu với anh chị, tên của tôi là mạng Wi-Fi. Thì bảo anh như thế, không biết là cái nơi của anh chị thế nào, nhưng mà cái nơi của tôi, cái khu của tôi là mạng Wi-Fi dạo này là vô cùng yếu. Một cái chuyện mạng Wi-Fi yếu, người ta thay mạng, người ta dùng 4G, 5G là điều bình thường. Có gì đâu phải đau khổ, mà phải lên TikTok, mà phải chê bai rồi là buồn bã, đánh rơi một nụ cười đầy đau khổ. Wi-Fi yếu thì thay mạng.